Hello nha anh em, nha lên cái Jupiter MX. Xe này dòng này cái dòng máy nó cũng kinh khủng anh em. Cái máy nó nổ nó đứng sắt bên không nghe nè. 206. Thằng da mà cái dòng những năm này máy nó khiếp thiệt. Mâm zin nè, mâm này chưa sơn luôn nha anh em. Mâm đục Thái Lan giống nhẹ vậy đó. Máy đang nổ đó. Áo cho keo, áo này keo này còn mở được nha anh em, về lấy cái máy xe tóc á, hơi ra kéo được nè, mẹ phải mở thử chút xíu nè, nó còn dẻo lắm chứ không có giòn đâu. Cái mâm này thôi bị dợp nhiều rồi nha anh em, chứ là dợp nhiều máy hết biết rồi nè, này có con hơi nha anh em, nó có con hơi, cái này đầu nồi là nguyên zin nha anh, chưa rớt nha anh em, dợp máy nổ hết biết rồi. Nó đúng gì đó nè, miếng trắng miếng đen vậy đó, miếng lưới lưới bô á, lưới che bô, ốc thì nó có giúp gì đó. Cái này giờ anh em rồi đi thử rồi biết, máy cực kỳ ấm bền, nó nổ đi đó không nghe tiếng. Keo của nó đẹp, keo này tốn lâu lắm rồi nhưng mà lột vẫn ra nha anh em, lột cũng ra hơi cực hơi ra. Mặt đồng hồ luôn, mặt hồ cũng còn keo luôn nè. Máy nổ ru cái máy hết biết cái máy vậy nè, rồi 18 triệu bao sơ anh em ha, anh em nào nghe ý đam mê thì liên hệ trường sang vậy nè, rồi cảm ơn anh em.